Xin chào các bạn nhỏ, lại là cô Túp đây. Hôm nay cô sẽ dành tặng các bạn một bộ đồ chơi gỗ có tên Bé chọn xe gì. Bộ đồ chơi gồm 20 hình gỗ, là những phương tiện giao thông quen thuộc với chúng mình, nào là xe máy, xe đạp, ô tô, máy bay và rất nhiều phương tiện giao thông khác. Chắc chắn chúng mình sẽ có màu để tô và giấy để kê. Ngoài ra còn có một cuộn dây thừng và rất nhiều bức tranh khác nhau. Các bạn có biết để làm gì không? Khi tô xong, chúng mình dùng để chơi trò chơi đấy. Chúng mình cùng xem các bức tranh nói về điều gì nhé. Ta-da! Vậy là cô Túp đã tô xong rồi. Chúng mình thấy có đẹp không? Sau khi tô xong, các con hãy cắt những đoạn dây thừng để treo các hình gỗ nhé. Đây là một số hình ảnh gợi ý cho chúng mình. Các con có thể trang trí cho góc học tập này hay căn phòng của mình đều được đấy. À, chúng mình đừng quên những bức tranh nhé. Các bạn hãy chơi trò chơi tìm nhà cho xe và trò chuyện cùng bố mẹ, anh chị em, bạn bè mình. Qua đó, các bố mẹ cũng có thể nói cho các con hiểu về đặc điểm, lợi ích của các loại phương tiện giao thông nữa đấy ạ. Đúng là vừa học vừa chơi phải không nào? Cô Túp tin rằng bạn nhỏ nào cũng sẽ thích thú khi sở hữu bộ đồ chơi này đấy. Các bố mẹ hãy nhanh tay liên hệ cô để nhận ưu đãi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye!